này chúng ta sẽ quay một viral clip với trend biến hình cho người làm. Em là ai vậy? Bọn em là ekip làm đẹp chuyên nghiệp. Bây giờ chị đẹp sẵn rồi. Anh là designer. Bạn này là makeup artist. Mình sẽ tìm cách mà làm cho bạn mà tỏ sáng nhất thể, luôn tự tin nhất có thể. Tụi em chốt đơn bạn này. Nguyễn Hoàng Học nha. Ôi. Hi everyone, stay today. Đón xem tập tiếp theo của Phát Chấp 2022 by TikTok sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ ngày 16 tháng 10 năm 2022 trên kênh TikTok chính thức của chương trình, 21 giờ trên hệ thống các kênh digital của Multimedia GSC.